Thưa quý vị, ngày 6 tháng 8, tại phiên tòa, phiên xét xử 254 bị cáo trong đại án đăng kiểm xảy ra tại Cục Đăng kiểm Việt Nam, đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân TP.HCM đã trình bày phần luận tội và đề nghị mức án. Trong đó, thì hai cựu cục trưởng là Đặng Việt Hà và Trần Kỳ Hình bị Viện Kiểm sát đề nghị mức án là từ 20 đến 25 năm tù. Các bị cáo còn lại đề nghị nhận mức án là từ 2 đến 27 năm tù. Liên quan đến nhóm tội đưa hối lộ, nhận hối lộ và môi giới hối lộ, đại diện Viện Kiểm sát đã đề nghị cho tổng cộng 35 bị cáo được hưởng mức án từ 1 năm tù cho hưởng án treo đến 3 năm tù cho hưởng án treo. Bị cáo Nguyễn Văn Trung, người lừa của Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam Đặng Việt Hà 100.000 đô la Mỹ để tìm hiểu thông tin điều tra vụ án từ công an, bị Viện Kiểm sát đề nghị mức án từ 5 đến 6 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Bị cáo Lại Thái Phong, cựu phó chánh văn phòng Cục Đăng kiểm Việt Nam, người chuyển 100.000 đô cho Nguyễn Văn Trung bị đề nghị mức án 12 đến 13 năm tù về tội đưa hối lộ, từ 8 đến 9 năm tù về tội môi giới hối lộ. Tổng hợp hình phạt của hai tội danh là từ 20 đến 22 năm tù. Đối với nhóm bị cáo phạm tội sản xuất, mua bán, trao đổi, tặng cho phần mềm để sử dụng vào mục đích trái pháp luật, Viện Kiểm sát đã đề nghị bị cáo Trương Đức Duy 4 đến 5 năm tù, Trần Thế Khánh Hồ và Hồ Ngọc Nam 2 đến 3 năm tù. Hơn 20 năm qua, công tác di dời nhà trên và ven kênh rạch tại thành phố Hồ Chí Minh đã không đạt được như kỳ vọng đặt ra. Thậm chí giai đoạn 2021-2025 chỉ còn hơn một năm nữa, nhưng có thể nói việc đặt mục tiêu đề ra là bất khả thi. Thành phố Hồ Chí Minh đặt ra chỉ tiêu cao nhưng thực tế công tác triển khai gặp rất nhiều khó khăn. Mặc dù nghị quyết 98 cho phép thí điểm một số cơ chế chính sách đặc thù phát triển thành phố Hồ Chí Minh, trong đó mở ra nhiều cơ hội để thành phố huy động nguồn lực đầu tư dự án giải tỏa di dời nhà ở trên và ven kênh rạch. Tuy nhiên, đến nay công tác này gần như nhích từng chút một. Thưa quý vị và các bạn, ở phía sau lưng tôi có thể nói là một hình ảnh đặc trưng của quận 8 thành phố Hồ Chí Minh, đó là những căn nhà mọc ven kênh rạch. Và những căn nhà này với một hình dáng cũng như là kết cấu rất là kỳ lạ, lụp xụp, một nửa thì ở trên bờ, một nửa thì ở dưới mặt nước, và nó đã tồn tại ở đô thị triệu dân này, ở trung tâm thành phố Hồ Chí Minh hàng chục năm qua. Đã có hơn 50 năm sống tại vùng đất ven kênh đôi, bà Lan đã chứng kiến sự đổi thay của nơi này qua từng giai đoạn lịch sử. Từ một vùng đất hoang sơ, lác đác vài căn nhà bên mảnh đất bồi phù sa, đến sự chi chít nhà chen chúc nhau cộng cư giữa đô thị hiện đại hôm nay. Cái lâu lâu nó giải tỏa, nghe hoài cái lơ lửng con người ta rồi người ta cũng không có muốn làm. Chỉ có cái chỗ này ở thôi mà bây giờ ví dụ là nó giải tỏa đi luôn, bây giờ là không biết đi hướng nào nữa, tới đâu hay tới đó thôi. Trong khi đó, kế hoạch di dời giải tỏa chỉnh trang đô thị vẫn năm này qua tháng nọ chưa thể triển khai. Và tất nhiên, gia đình bà Lan với 15 thành viên vẫn sống trong một căn nhà chật chội như thế này, không được cải tạo hay xây dựng mới bất kỳ thứ gì. Nguyện vọng của dân ở đây sắm quá, mà khi mà giải tỏa đó là phải đền bù thỏa đáng, cái thứ nhất, cái thứ hai phải có tái định cư cho dân ở. Thực tế, hầu hết nhà đất ở đây chủ yếu là viết giấy tay, chưa được cấp sổ. Người dân muốn sửa chữa hay xây dựng gì cũng không dễ vì thiếu giấy tờ chủ quyền chính thức. Quận 8 có gần 10.000 căn nhà trên và ven kênh rạch, trong đó tập trung nhiều ở khu vực kênh đôi. Dự án bờ bắc kênh đôi quận 8 thì theo chủ trương được phê duyệt thì chi phí bồi thường khoảng 3.500 tỷ. Tuy nhiên, sau khi rà soát và áp dụng các cái quy định mới theo luật đất đai 2024, thì chi phí bồi thường tăng lên khoảng 6.000 tỷ. Thì cái đó cũng là cái khó khăn. Chỉ tiêu giai đoạn 2016-2020 là di dời 20.000 căn. Giai đoạn 2021-2025 di dời 6.500 căn là con số thể hiện sự kỳ vọng lớn nhưng gặp không ít những thách thức cần giải quyết. Có như vậy, hàng ngàn hộ dân không phải sống trong cảnh treo lơ lửng và bộ mặt đô thị mới không phải lấm lem xô lệch như thực trạng hiện nay. Thưa quý vị, tại huyện Vĩnh Hưng, tỉnh Long An, sau khi tổ chức lễ phát động triển khai luật căn cước năm 2023 vào ngày 1 tháng 7 vừa qua, Công an huyện cũng đã tổ chức thu nhận hồ sơ cấp căn cước, giấy chứng nhận căn cước cho người dân, kịp thời kiểm tra hoàn thiện hồ sơ trong thời gian sớm nhất. Đến nay, thì toàn huyện cũng đã tổ chức thu nhận hơn 300 bộ hồ sơ cấp căn cước, trong đó thì 6 trường hợp dưới 6 tuổi, 27 trường hợp từ đủ 6 tuổi đến dưới 14 tuổi và 244 trường hợp từ đủ 14 tuổi trở lên. Xem trên TV và biết thông tin về việc làm căn cước cho công dân dưới 14 tuổi. Theo luật căn cước năm 2023, chị nhà đã đưa con 11 tuổi đến công an huyện Vĩnh Hưng để xin cấp thẻ căn cước.
Tôi đi làm để mong muốn là hợp thức quá về thủ tục cho con gái. Ví dụ như là đi máy bay hay là đăng ký nhập học vào trường cấp 2. Chỉ cần đem căn cước công dân của mẹ, giấy khai sinh của bé. Rồi mình làm cái định danh cấp 2 gì á trên điện thoại á. Biết được thông tin làm thẻ căn cước cho con dưới 6 tuổi, thông qua thông tin tuyên truyền của công an địa phương, chị Thúy đã đưa con gái 5 tuổi đến công an huyện Vĩnh Hưng xin cấp thẻ căn cước. Con của em thì dưới 6 tuổi nên chưa có chụp hình với lăn tay. Vì vậy mình chỉ đăng ký app với tên tuổi với địa chỉ đầy đủ, rồi mấy anh đăng ký trong app cho mình rồi gửi căn cước về nhà chứ không có phải chụp hình lăn tay gì hết. Lúc mà chưa đi làm thì em nghĩ phức tạp lắm, nhưng mà tới đây thì thấy mọi cái cũng nhẹ nhàng, cũng đơn giản. Làm thẻ căn cước cho con từ những ngày đầu triển khai luật căn cước năm 2023. Đến nay, ba cho con anh Phúc đến công an huyện Vĩnh Hưng nhận thẻ. Cũng rất là đơn giản thôi, tại vì các anh hướng dẫn là mình lên cổng thông tin của Bộ Công an để mình đăng ký trước. Rồi trên đó sẽ có hẹn chúng một cái ngày, sau đó mình sẽ đến công an để mình làm, cũng rất là nhanh thôi. Qua cái việc cấp căn cước thì cũng không có gì để trở ngại. Rồi, khi mà họ đến thì cũng dẫn cho là làm các thủ tục theo cái quy định của luật căn cước này đó. Việc thực hiện chính sách cấp căn cước cho công dân dưới 14 tuổi giúp nhà nước quản lý được toàn bộ công dân, tạo thuận lợi cho công tác hoạch định chính sách phát triển xã hội và đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn xã hội. Thưa quý vị, chiều tối ngày 6 tháng 8, người dân sống gần khu vực chợ Gò Vấp phát hiện hỏa hoạn bùng lên ở cửa hàng con cưng số 37 đường Trần Phú Cương, phường 5, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Người dân nhanh chóng huy động bình chữa cháy mini dập lửa, đồng thời hô hoán để nhân viên cửa hàng thoát ra khỏi đám cháy. Do bên trong cửa hàng có nhiều vật dễ cháy nên công an cũng như là công tác chữa cháy ban đầu bất thành. Ít phút sau, ngọn lửa bùng lên dữ dội, khói đen bao trùm cả khu vực. Nhận được tin báo, đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an quận Gò Vấp nhanh chóng điều động xe chữa cháy cùng nhiều cán bộ chiến sĩ đến hiện trường. Quá trình chữa cháy, cảnh sát hướng dẫn nhân viên trong cửa hàng thoát ra ngoài an toàn. Khoảng 20 phút sau, vụ cháy được kiểm soát. Dù không gây ra thiệt hại về người, nhưng khiến nhiều tài sản tại cửa hàng đã bị thiêu rụi. Hiện lực lượng chức năng đang điều tra làm rõ nguyên nhân xảy ra vụ cháy. Thưa quý vị, 160.000 lao động là con số mà thành phố Hồ Chí Minh cần tuyển dụng trong 6 tháng cuối năm để có thể đáp ứng nhu cầu hoạt động của các ngành nghề thương mại, dịch vụ và xuất khẩu. Đây cũng là thời điểm nước rút cho các doanh nghiệp chạy đua cuối năm. Do vậy, công tác tuyển dụng nhân sự trở nên sôi động hơn bao giờ hết, ghi nhận của phóng viên truyền hình Quốc hội Việt Nam. Với sức mua từ một số thị trường xuất khẩu chính dần phục hồi, doanh nghiệp này đã có đủ đơn hàng để sản xuất cho đến hết quý 4 năm 2024. Đơn vị đang đẩy mạnh tuyển dụng lao động, đặc biệt ưu tiên tuyển dụng lao động có trình độ chuyên môn vận hành dây chuyền. Hiện nay thì công ty chúng tôi vẫn đang tuyển thêm lao động, đặc biệt là các kỹ thuật viên. Đến mùa cái Tết thì bao giờ cái sản lượng tăng lên thì chúng tôi cũng có cái lao động phổ thông. Và chúng tôi cũng thường thường tuyển thêm một lượng tương đối khá cái lượng lao động này. Nó nhằm mục đích là để phù cho cái chu ngầu ngày Tết khi cái sản lượng nó tăng cao, cũng như là cái nhu cầu cho cái mùa nắng của năm tới. Không chỉ các ngành, lĩnh vực trọng điểm của thành phố Hồ Chí Minh phục hồi mạnh mẽ, thúc đẩy thị trường nhân lực, thì các ngành chế biến nông sản, thực phẩm cũng gia tăng nhu cầu lao động rất lớn. Vừa tuyển dụng, doanh nghiệp chủ động giữ chân nguồn nhân lực. Ngành chế biến nông thực phẩm chúng tôi hiện nay đã nhận được những cái đơn hàng coi như là đầy đủ cho từ bây giờ đến hết năm 2024, và thậm chí có một số nhóm hàng đã nhận được hết quý 1 của năm 2025. Cho nên cái sự ổn định về lao động và tăng thêm về lao động thì hiện nay là đang có đối với cái nhu cầu của cái sản xuất. Các cái doanh nghiệp đa phần là phải có một cái chế độ để mà giữ vững cái chân của người lao động của mình. 160.000 là số lượng lao động thành phố Hồ Chí Minh sẽ cần trong nửa cuối năm. Sở Lao động Thương binh Xã hội thành phố đã tích cực thông tin đến người lao động ở từng địa phương qua các sàn giao dịch việc làm, vừa kết nối cung cầu nhân lực hiệu quả, vừa duy trì quan hệ lao động bền vững. Sở cũng sẽ tiếp tục phối hợp với Liên đoàn Lao động thành phố, Ban quản lý các khu chế xuất công nghiệp thành phố, Ban quản lý khu công nghệ cao, cũng như là Ủy ban Nhân dân quận huyện thành phố Thủ Đức cũng sẽ thường xuyên thực hiện cái việc rà soát tình hình lao động trên địa bàn để nắm tình hình,
nhằm mục đích là chúng ta giữ vững được cái mối quan hệ lao động hài hòa trong các doanh nghiệp và hạn chế cái việc là biến động lao động. Đặc biệt, Thành phố Hồ Chí Minh kết nối việc làm liên vùng với các tỉnh thành đồng bằng sông Cửu Long để giữ vững lực lượng lao động. Về lâu dài, các doanh nghiệp chủ động các giải pháp về phúc lợi, chế độ lương thưởng cho người lao động, nuôi dưỡng và ổn định nguồn nhân lực.